Lần đầu làm cái gì cũng vậy, đều rất lo lắng, đều rất sợ hãi, đều rất là về cơ bản là không làm nổi. Nhưng làm nhiều lần lên thì chúng ta sẽ rất là giỏi. Vậy cái sự nỗ lực này nó không phải là cái gì ghê gớm nó đang diễn ra trong đầu chúng ta. Nó chỉ đơn giản, nó được gọi đó là làm nhiều. Đúng rồi, rất đơn giản. Và làm gì để giỏi được về kinh doanh? Làm gì cả nhà? Làm gì để giỏi được? Học thôi có đủ không? Học và làm. Và làm thì sao? Làm thì sao? Làm ấy thì nó luôn luôn ấy. Có cái người làm rất là, nó gọi là chia tầng ra. Một thằng thì rất là giỏi, và một thằng thì rất là gì cả nhà? Dở, hay gọi là kém. Kém này, hay là dốt. Lĩnh vực nào cũng có hai nhóm người này. Lĩnh vực nào cũng vậy. Không có trung bình. Thằng trung bình là thằng nào cả nhà? Thằng trung bình là thằng gì? Thằng đủ ăn là thằng gì? Đúng rồi. Đã đi làm là phải giàu. Nhớ, đã đi làm là phải giàu. Còn cứ đi làm chỉ hướng đến đủ ăn thôi thì không thể nào mà giàu được. Mà không giàu thì tức là nghèo. Đã làm là phải giàu. Nhắc lại là đã làm thì phải không đủ ăn. Đồng ý không? Không cái gì cả nhà. Nhắc lại nào, không mà phải, ở hai file là không đủ ăn mà phải giàu. Những người giàu đều nói như vậy hết. Chỉ có những người nghèo mới bảo là hãy làm để đủ ăn thôi. Còn bạn đi ngồi ở đâu cũng được, bạn nghe ai cũng nói cũng thế thôi. Nó sẽ đều nói với bạn là giàu đi. Ai cũng muốn có những người giống mình. Người giàu cũng muốn bạn giàu. Mà người nghèo thì cũng muốn bạn nghèo. Ai cũng muốn người khác giống mình mà. Để thay vì chơi với người nghèo thì hãy chơi với. Rồi. Và để giàu được thì chúng ta phải trở thành số 1. Số 1 tức là gì? Là giỏi. Ai cũng vậy nhé, đều phải có một quá trình nỗ lực. Người ta gọi là cái gì cả nhà? Gọi là gì? Nỗ lực. Và nếu không có nỗ lực thì không có giỏi đâu. Lần đầu làm chuyện ấy cảm giác thế nào? Cười cái gì, mấy cái chị này nghiện lại còn ngại. Còn chuyện gì là tôi không biết đâu nha, là do các chị đấy. Và làm nhiều lần rồi thì cảm giác nó thế nào? Thấy không? Là mình bắt đầu là mình chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Lần đầu làm cái gì cũng vậy. Đều rất lo lắng, đều rất sợ hãi, đều rất là gọi là về cơ bản là không làm nổi. Nhưng làm nhiều lần lên thì chúng ta sẽ rất là giỏi. Vậy cái sự nỗ lực này nó không phải là cái gì ghê gớm nó đang diễn ra trong đầu chúng ta. Nó chỉ đơn giản, nó được gọi đó là làm nhiều. Đúng rồi, rất đơn giản. Người ta phải nỗ lực, là phải cố gắng, là phải gồng lên, phải này kia, không phải. Nhiều lần lên, lặp đi lặp lại. Làm nhiều lần lên. Giỏi là làm thế nào cả nhà? Nhiều lần nha, tạo thành thói quen là sẽ giỏi. Tôi có một ước mơ là mình có thể nói chuyện được với cả Tây. Thì phải làm gì cả nhà? Thì phải học tiếng Anh. Và ước mơ là diễn giả quốc tế, tức là dạy được cho cả Tây đó.
Tây nó cũng là người thôi. Phải vậy không cả nhà? Và Tây thì cũng có thằng giàu, thằng nghèo. Thế cho nên là mình dạy cho Việt được thì Tây nó cũng học được hết. Tôi có nhiều thằng Tây nhắn tin. Thế bây giờ phải Google dịch để nói chuyện. Thế sau này là không cần Google dịch. Ngày xưa tôi có thằng bạn ở Trung Quốc. Nó là nhà máy chuyên sản xuất những cái máy bắn laser ấy, cho lĩnh vực thẩm mỹ, máy bắn nám. Mọi người có biết không? Ai làm lĩnh vực làm đẹp biết không? Nhà máy đấy là lớn của Trung Quốc, đi bán đi khắp thế giới. Nó sang Việt Nam thì làm việc với tôi. Nó nói chuyện tiếng Anh, mình há, há. Xong lại lấy Google dịch ra nói chuyện, hai thằng nói chuyện bằng Google dịch. Đi ăn phở bò các thứ, cũng phải Google dịch, nói chung là không thoải mái một tí nào hết. Và bắt đầu tôi muốn đi học trung tâm, đi học chỗ này chỗ kia, nhưng gần như là mình là người làm kinh doanh, không có thời gian để theo được. Và bây giờ đi học trung tâm thì người ta cũng chẳng có cái phương pháp giảng dạy nào mà để cho cái người ngu như mình học được. Thế nó lại theo cái bài như cô giáo mình dạy ngày xưa, lại A, B, C, nó lại đánh vần lại từ đầu. Xong lại các nguyên tắc rồi ngữ pháp, tất cả những thứ đấy là mình đã không học trong quá khứ rồi. Giờ mình già rồi không học nổi nữa. Thì học cái gì nó dễ hơn thì mới được. Và đến cuối cùng là tôi cũng chả học được. Ước mơ học tiếng Anh lại xa vời. Và cho đến một ngày tôi bảo thôi bây giờ chơi cái gì mà nó tiện. Thì chắc lâu ngày ấy, mưa dầm thế nào cả nhà? Thấm lâu. Lên mạng tải cái ứng dụng về. Học, mỗi ngày học tí thì chắc là cũng đang y từ mo thì kiểu gì cũng phải lên được. Lớp 1, trình độ tiếng Anh của tôi về lớp 1 rồi. Có cái hình 360 mấy ngày, ngày hôm nay này, là tôi được 368 ngày liên tục học tiếng Anh. Ngày nào ít thì học 10 phút, ngày nào nhiều thì học 1 tiếng. Liên tục nha, 368 ngày, thứ 3 đúng không? Đây đúng thứ 3 không hả nhỉ? Đánh dấu tích kìa. Thứ 2, thứ 3, hôm nay thứ 3 hay thứ mấy? Đấy là sáng nay học đấy. Cứ thói quen là mở mắt ra là phải học ngay. 368 ngày tức là quá 1 năm liền. Nếu mà ngày nào mà bạn không có học ấy thì cái thành tích đấy nó sẽ mất đi và nó sẽ đánh dấu lại từ đầu. Bạn sẽ thấy không? Tôi từ mầm non lên lớp 1 được rồi. Tôi đi sang nước ngoài tôi nói chuyện được. Tôi bảo bán cho tôi cái này, bán cho tôi cái kia bao nhiêu tiền. Hỏi đường đi chỗ này, hỏi đường đi chỗ kia được rồi. Vậy tôi chẳng chém gió được, hoặc là các ông nói cái gì phức tạp thì tôi không nghe được. Nhưng mà ít nhất là bây thả tôi ra ngoài đường là tôi biết cách tìm về nhà. Thế là cũng được đúng không cả nhà? Còn trước đây đi ra đường có biết cái gì đâu. Rồi tôi nghe video trên YouTube, trước đây là gần như là phải bật cái phiên dịch ra. Nhưng giờ là nghe được rồi. Tôi cũng không biết là 100% câu nói họ nói gì nhưng tôi hiểu ý. Thế đấy là gì? Làm nhiều lần. Không có thầy nào dạy được. Thì bây giờ phải tự mình dạy mình thôi. Đấy các bạn, nó gọi là cái gì? Nguyên tắc của thành công là to hơn là ai phải làm nhiều lần. Mọi thứ làm nhiều lần đều thành công hết. Có những người bị hiếm muộn đấy. Có. Một vài lần thì không được, nhưng mà mãi cứ đi tìm thì cuối cùng vẫn ra. Đấy là từ bỏ là không có. Tiếp tục đúng không? Tiếp tục đi là sẽ có. Đấy các bạn nhé. Còn tiếp tục cái gì, làm cái gì thì chúng ta sẽ tiếp tục học vào buổi chiều ngày hôm nay. Sáng nay chúng ta đã học là những yếu tố gì để tạo ra người thành công. Và bài học đấy chúng ta vẫn sẽ phải học trong suốt 2 ngày. Vâng, chúng ta đã đi được 1/4 chặng đường rồi. Ôn lại một chút. Điều gì tạo nên người thành công? Sự 2 tư duy tích cực hay tiêu cực? 3 năng lực hành động. Thiếu 1 trong 3 thì có được không? Làm rất giỏi, tư duy rất tốt, nhưng mà không có sự nhiệt huyết thì sao? Đủ ăn. Đúng không cả nhà? Rất nhiệt huyết, tư duy tốt nhưng làm lại rất dở. Người ta gọi là gì ạ? Nói hay nhưng mà làm dở. Đấy. Cứ thiếu 1 trong 3 là không làm được cái gì hết. Các bạn hãy nhớ nha. Có nhiệt huyết, có năng lực nhưng lại không có tư duy.
Người ta gọi là nhiệt tình cộng ngu dốt thì nó thành phá hoại các bạn nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.